Tuấn Anh xin kính chào các anh các chị và chúc các anh các chị một buổi giao lưu tối hôm nay thật là vui vẻ.
tay tay cầm tay, mình chưa nói gì nhiều trong lúc thầm xa. Rồi đêm khuya vắng, em chờ giấc mơ màng. Biệt ly chớ để